Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh giá heo hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày mùng 2 tháng 10 năm 2023, giá heo có thể tăng trong những ngày tới. Dù một số doanh nghiệp chăn nuôi vẫn giảm giá heo thịt bán ra, tuy nhiên nguồn cung heo trên thị trường có dấu hiệu giảm nên giá có thể sớm tăng lại. Giá heo hơi miền Bắc Công ty C, P giảm 1.000 đồng 1 kg tại thị trường miền Bắc đã kích thích các đầu mối thu mua vào. Theo các đầu mối chăn nuôi phía Bắc, trong những ngày cuối tuần qua, nguồn heo ra thị trường đã giảm khá mạnh, những ngày tới đây giá heo có thể tăng. Giá heo hơi tại miền Bắc phổ biến từ 54.000 đến 56.000 đồng một kg. Một số địa phương vẫn có mức giá 57.000 đồng trên kg. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình từ 55.000 đến 57.000 đồng một kg. Tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, giá heo bình quân khoảng 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Các tỉnh miền núi Tây Bắc giá heo hơi từ 55.000 đến 57.000 đồng 1 kg. Trong đó Hòa Bình là 55.000 đến 57.000 đồng 1 kg. Sơn La, Lai Châu, Điện Biên dao động trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Đông Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai 54.000 đến 57.000 đồng 1 kg. Quảng Ninh 54.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Trung Tây Nguyên Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung giảm bớt giúp giao dịch heo thịt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ thuận lợi, giá heo trở về mức phổ biến từ 54.000 đến 56.000 đồng chuột kg. Cụ thể, giá heo Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giá heo từ 53.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 54.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo dao động trong khoảng 54.000 đến 57.000 đồng chuột kg. Quảng Nam Đà Nẵng từ 56.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa 55.000 đến 56.000 đồng trên kg, Bình Định 55.000 đến 56.000 đồng ruột kg, Bình Thuận từ 55.000 đến 56.000 đồng chuột kg. Giá heo tại Tây Nguyên từ 55.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Đắk Lắc, Gia Lai, Con Tum, Đắk Đông từ 55.000 đến 57.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng 56.000 đến 57.000 đồng trên kg. Giá heo hơi miền Nam Giá heo của công ty C, P miền Nam bán ra cũng giảm 1.000 đồng một kg, còn 57.000 đồng 1 kg. Giá heo trong dân tại hầu hết các DIAPHUNG phía Nam có phần nhỉnh hơn các tỉnh thành miền Bắc. Mức phổ biến tại các địa phương từ 55.000 đến 57.000 đồng một kg. Trong đó, khu vực Đông Nam Bộ, giá heo tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước từ 55.000 đến 57.000 đồng một kg. Tại các tỉnh Tây Nam Bộ, giá heo hơi cũng không chênh lệch nhiều so với các tỉnh miền Đông. Tại Long An và Tiền Giang 55.000 đến 57.000 đồng một kg. Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bến Tre, Bạc Liêu từ 55.000 đến 56.000 đồng một kg. Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang từ 55.000 đến 57.000 đồng một kg. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá thịt heo xỉ loại 1 ở mức 70.000 đến 72.000 đồng kg, giá thịt giao dịch bình quân tại chợ từ 66.000 đến 70.000 đồng một kg, cuối phiên giá còn 53.000 đến 55.000 đồng trên kg. Trong suốt tháng 9 năm 2023, giá heo hơi liên tục đi xuống trên diện rộng. Dù mức giảm không đột biết, nhưng với xu hướng diễn biến theo một chiều giảm đã kéo giá heo hơi các khu vực rời xa mức 67.000 đồng chuột kg, mức giá ghi nhận cao nhất hồi đầu tháng 7 năm 2023. Với mức giá như hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang lo lắng bởi với việc phụ thuộc vào con giống, thức ăn chăn nuôi mua ở các đại lý cấp 2, cấp 3 thì việc thua lỗ là điều chắc chắn. Đại diện một số doanh nghiệp trong ngành cho biết, trong bối cảnh sức mua yếu do cú sốc liên quan đến thu nhập của người tiêu dùng, các sản phẩm mới cần giảm giá thành thông qua hạ thấp giá vốn hàng bán. Để làm được điều đó, các tính năng, công dụng của sản phẩm cần đề cao tính chuyên biệt. Tuy nhiên, đây là giai đoạn tăng trưởng lớn cho các mặt hàng nội địa với giá thành thấp hơn hàng hóa nhập khẩu. Tác động của suy thoái kinh tế đến mặt hàng thịt heo cũng không ngoại lệ. Trong bối cảnh giá heo hơi vẫn đang rất khó đoán định, giá thức ăn chăn nuôi dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, dịch tả heo châu Phi vẫn diễn biến phức tạp khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không dám tái đàn. Khi có khó khăn, tâm lý nhiều người tiêu dùng không còn lạc quan, họ thường lựa chọn các mặt hàng phù hợp hơn, ưu tiên chi phí hơn. Do đó, tình hình khó khăn sẽ là cơ hội cho sự phát triển của những mặt hàng có giá cả phải chăng. Đây được coi là một xu hướng tiêu dùng mới. Đại diện một số doanh nghiệp trong ngành cho biết, trong bối cảnh sức mua yếu do cú sốc liên quan đến thu nhập của người tiêu dùng, các sản phẩm mới cần giảm giá thành thông qua hạ thấp giá vốn hàng bán. Để làm được điều đó, các tính năng, công dụng của sản phẩm cần đề cao tính chuyên biệt. Tuy nhiên, đây là giai đoạn tăng trưởng lớn cho các mặt hàng nội địa với giá thành thấp hơn hàng hóa nhập khẩu. Tết nguyên đán năm 2024 rơi vào khoảng giữa tuần thứ hai của tháng 2 năm 2024. Đây cũng là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thịt heo mạnh nhất trong năm. Câu hỏi đặt ra đó là với tỷ lệ tái đàn heo đang ở mức thấp liệu có xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung thịt heo vào dịp cuối năm nay và Tết Nguyên đán 2024. Về việc này, theo ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp, trang trại đang khá ổn định. Tổng đàn heo của cả nước hiện có khoảng 28,6 đến 28,7 triệu con, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa về thịt heo và sản phẩm từ thịt heo những tháng cuối năm và cả dịp Tết Nguyên đán giáp thìn sắp tới. Ngoài ra, từ nay đến tháng 10 hàng năm là giai đoạn các doanh nghiệp, người chăn nuôi tái đàn để bảo đảm thời gian xuất chuồng. Cũng về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Dương chủ tịch hiệp hội chăn nuôi Việt Nam phân tích, cơ cấu chăn nuôi đã thay đổi, các trang trại chăn nuôi của nông dân chỉ chiếm 20 đến 30% tổng đàn heo của cả nước, các công ty chiếm tới 70 đến 80% tổng đàn. Theo đó, dựa vào nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn sẽ có tính toán nguồn cung hợp lý. Vì vậy Người dân hoàn toàn có thể yên tâm về thị trường thịt heo thương phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Câu hỏi đặt ra là liệu giá heo hơi sẽ phục hồi vào cuối năm nay? Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nguồn cung heo sẽ không có biến động lớn vì nhiều hộ chăn nuôi khó tái đàn ngay lập tức với quy mô lớn sau khi đã chịu lỗ trong 2 năm liên tiếp. Tuy nhiên, mức lương cơ bản gia tăng có thể là yếu tố hỗ trợ cho tiêu thụ cuối năm dù giá thực phẩm đã tăng nhẹ. Ngoài ra, việc giá thức ăn chăn nuôi đang hạ nhiệt cũng là một yếu tố hỗ trợ cho các doanh nghiệp Ông Nguyễn Văn Trọng Nguyên phó cục trưởng cục chăn nuôi, phó chủ tịch hiệp hội trang trại Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm, ngành chăn nuôi lỗ quá sâu, không riêng ngành heo. Tuy nhiên, thị trường không thể xuống mãi được. Từ nay đến Tết Nguyên đán nhu cầu sẽ tăng lên khoảng 10% so với hiện tại. Ngoài ra, tình trạng việc làm dần cải thiện, đội ngũ công nhân tại doanh nghiệp cũng tăng lên từ đó nhu cầu tại các bếp ăn tập thể cũng cải thiện. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã kiểm soát tốt tình trạng nhập lậu heo từ giới nên giá cả sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên, thị trường chưa thể kỳ vọng một cú tăng mạnh bởi mặc dù đàn nông hộ giảm rất nhiều nhưng các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì được đàn tốt. Do đó, giá heo hơi từ nay đến cuối năm sẽ ở quanh mức 60.000 đồng kg. Với mức giá này sẽ mang lại lợi ích hài hòa cho cả người chăn nuôi, tiểu thương và người tiêu dùng. Các nông hộ và trang trại nhỏ giảm vì thua lỗ nhưng doanh nghiệp lớn tăng đàn rất nhiều. Để ổn định chăn nuôi heo trong nước, nhất là từ nay đến cuối năm, các địa phương cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán vận chuyển gia súc, gia cầm, trong đó có mặt hàng thịt heo, đặc biệt là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành ra soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển nhập lậu sản phẩm động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân giá heo hơi giảm liên tục trong thời gian qua ngoài yếu tố sức mua thì nguồn cung heo cũng cao các nông hộ và trang trại nhỏ giảm vì thua lỗ nhưng doanh nghiệp lớn tăng đàn rất nhiều bên cạnh đó là yếu tố dịch bệnh xảy ra khá phổ biến khi một vài nơi xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi thì những đơn vị gần đó tranh thủ bán ra để chạy dịch thời gian qua lượng heo chưa tới lứa thậm chí heo nái bán ra khá nhiều khiến nguồn cung ở một số nơi tăng cao thông thường các tháng cuối năm là mùa cao điểm tiêu thụ thịt nhưng hiện tại sức mua yếu và giống như năm 2022 đến giáp Tết mà giá heo hơi vẫn không tăng nên thị trường năm nay thật sự khó dự báo. Ở thời điểm hiện tại, người chăn nuôi vẫn chưa đến mức lỗ vốn nhưng giá bán đã xuống sát giá thành chăn nuôi. Dù giá thức ăn chăn nuôi từ đầu năm đến nay đã giảm liên tiếp 4 lần, nhưng vẫn còn rất cao nếu so với trước đây, ông Nguyễn Kim đoán nhận định. ONNG Võ Trọng Thành, đại diện Cục Chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết chi phí chăn nuôi hiện nay dao động trong khoảng 49.000 đến 53.000 đồng kg, người chăn nuôi hoàn toàn có lãi. Con số này thấp hơn khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ giá thức chăn nuôi hạ nhiệt. Khoảng 75% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam đến từ thị trường nước ngoài. Trải qua chu kỳ siêu tăng giá hàng hóa sau đại dịch COVID-19, mất mùa ở các nước sản xuất lớn và xung đột Nga-Ukraine khiến cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Ngành chăn nuôi càng bộc lộ rõ điểm yếu do phải phụ thuộc nguồn cung nhập khẩu. Mặc dù đã hạ nhiệt hơn so với giai đoạn cùng kỳ năm ngoái nhưng giá nông sản hiện vẫn đang ở mức cao so với trung bình trong một thập niên qua. Hoạt động sản xuất của các nhà chăn nuôi, doanh nghiệp vẫn phải duy trì đặt ra nhu cầu cấp thiết về vấn đề nguồn cung và chi phí nguyên liệu. Tuy nhiên, việc chủ động nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vẫn còn là bài toán dài hạn đối với không chỉ nông dân, doanh nghiệp mà còn cả các nhà hoạch định chính sách. Từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp ở một số địa phương giá heo hơi liên tục giảm khiến người chăn nuôi ngại tái đàn quy mô lớn. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, với tổng đàn heo như hiện nay, nếu kiểm soát được dịch bệnh sẽ không ảnh hưởng tới nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến cuối tháng 8 năm 2023, tổng sản lượng heo của Việt Nam tăng khoảng 3,3% so cùng kỳ năm ngoái. Với con số này, Việt Nam đã vươn lên là quốc gia đứng thứ 5 thế giới về số lượng đầu heo và đứng thứ 6 về sản lượng thịt nhiều tổ chức và chuyên gia ngành chăn nuôi hiện dự báo giá heo hơi sẽ tăng trong thời gian tới nhờ sự sụt giảm tổng đàn heo cả nước khi chi phí thức ăn chăn nuôi cao, cộng với giá heo hơi thấp từ hồi cuối năm 2022 và đầu năm 2023 khiến nông hộ e ngại tái đàn. Với các hộ chăn nuôi phải nhận thức rõ chăn nuôi heo hiện đã thay đổi, phải chăn nuôi theo hướng công nghiệp, khép kín và tuần hoàn để nâng cao hiệu quả đầu tư. Ngoài ra, cần có nhiều giải pháp để hạ giá thành sản xuất như đầu tư về con giống, tăng tỷ lệ nội địa thức ăn chăn nuôi. Hiện cung, cầu chăn nuôi trong nước khá cân bằng, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam nhận xét, hiện giá thành chăn nuôi trong nước còn rất cao so với nhiều nước trên thế giới. Ngành chăn nuôi có phát triển bền vững hay không là do kinh tế thị trường quyết định và phải đảm bảo sự cân đối cung cầu. Ngoài vai trò điều hành, quản lý của nhà nước, nhất là chính sách kiểm soát thị trường nhập khẩu thì người chăn nuôi phải nhận thức rõ chăn nuôi heo hiện phải chuyển đổi theo hướng công nghiệp, khép kín và tuần hoàn để nâng cao hiệu quả đầu tư, ổn định phát triển chăn nuôi. Trong đó, hạ giá thành chăn nuôi là yếu tố đặc biệt quan trọng thông qua hàng loạt giải pháp như đầu tư về con giống, tăng tỷ lệ nội địa thức ăn chăn nuôi. Ông Nguyễn Tri Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Yên cho biết, để phát triển chăn nuôi bền vững, tỉnh sẽ vận động các trang trại liên kết với doanh nghiệp cung cấp giống, thức ăn và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị bền vững. Tính đến cuối tháng 8, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính như ngô, Đậu nành và lúa mì đã giảm 15% đến 30% so với mức đỉnh trong quý 1. Mức giảm này chủ yếu do thời tiết thuận lợi và mở rộng diện tích nuôi trồng ở các thị trường xuất khẩu lớn. Giá heo hơi trong tuần qua đã liên tục sụt giảm do tình hình dịch tả heo châu Phi xuất hiện ở một số vùng khiến người dân bán tháo. Tuy nhiên, nhiều tổ chức tài chính và chuyên gia ngành chăn nuôi hiện dự báo giá heo hơi sẽ tăng trong thời gian tới nhờ sự sụt giảm Tổng đàn heo cả nước khi chi phí thức ăn cao và giá heo hơi thấp từ hồi cuối năm 2022 và đầu năm 2022 khiến nông hộ e ngại tái đàn. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ thịt heo đang tiếp tục hồi phục khi áp lực lạm phát suy yếu và lĩnh vực du lịch, khách sạn tiếp tục phục hồi. Bên cạnh đó, giá heo hơi tại Việt Nam còn được thúc đẩy bởi xu hướng tăng giá heo hơi tại thị trường Trung Quốc. Hiện giá heo hơi tại Trung Quốc đã tăng lên mức 54.300 đồng một kg sắp xỉ với mức trung bình của Việt Nam vào cuối tuần trước là 56.600 đồng một kg. Với các hộ chăn nuôi phải nhận thức rõ chăn nuôi heo hiện đã thay đổi, phải chăn nuôi theo hướng công nghiệp, chăn nuôi khép kín và chăn nuôi tuần hoàn để nâng cao hiệu quả đầu tư. Ngoài ra, cần có nhiều giải pháp để hạ giá thành chăn nuôi như đầu tư về con giống, tăng tỷ lệ nội địa thức ăn chăn nuôi. Hiện cung, cầu chăn nuôi trong nước khá cân bằng, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa. Dự báo từ nay đến cuối năm, Giá heo sẽ ổn định ở mức hài hòa cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng. Thời gian qua, ngành nông nghiệp tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tại các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, nhất là các địa điểm tiếp giáp biên giới. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển heo vào tiêu thụ tại địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngành nông nghiệp còn thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán heo trái phép vào địa phương. Dự báo, giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi thành phẩm tiếp tục có xu hướng giảm từ nay tới cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh thành trên cả nước. Do đó, người chăn nuôi trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi. Đây đang là thời điểm tốt để các trang trại, hộ chăn nuôi tái đàn, khôi phục sản xuất, bảo đảm nguồn cung cho thị trường, đặc biệt là trong dịp Tết sắp tới. Người chăn nuôi cũng đã chú trọng hơn trong việc đầu tư cải tạo chuồng trại, sử dụng thức ăn công nghiệp chất lượng, kỹ thuật nuôi tiên tiến, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, đảm bảo đủ nguồn cung thực phẩm cho thị trường. Giá thức ăn chăn nuôi dần hạ nhiệt, giá bán sản phẩm thiết tốt, nhu cầu ổn định và khả năng được được giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi, trong đó có mặt hàng khô đậu tương sẽ là cơ sở cho các doanh nghiệp lên kế hoạch tái đàn, phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới. Thời gian gần đây giá các sản phẩm chăn nuôi có xu hướng tăng, người chăn nuôi bắt đầu có lãi. Vì vậy, các chủ trang trại, gia trại và các đơn vị chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn đảm bảo đủ nguồn cung sản phẩm chăn nuôi vào những tháng cuối năm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán. Theo thông lệ vào thời điểm này, tỷ lệ tái đàn của người chăn nuôi sẽ tăng để phục vụ cho nhu cầu cuối năm. Thế nhưng hiện tình hình chăn nuôi tương đối bất bình. Thứ nhất là về giá cả, đầu ra trồi sụt lên xuống liên tục. Thứ hai là hai năm vừa qua giá cám tăng quá mạnh. Và điều đáng lo ngại nhất là dịch tả heo châu Phi có thể bùng phát. Những điều này khiến nhiều trang trại hiện không dám tái đàn. Tuy tỷ lệ tái đàn hiện đang thấp nhưng các chuyên gia vẫn lạc quan cho rằng khó xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung thịt heo dịp cuối năm. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022 được đăng tải trên kênh Giá Heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo